Ngày 26 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình dự án do các sở ngành, Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư, gồm Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân huyện Lương Sơn, huyện Mai Châu, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp. Hiện tại trên địa bàn tỉnh đang thực hiện đầu tư nhiều chương trình dự án có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó tiêu biểu như dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình, chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của Ngân hàng Thế giới, dự án hồ chứa nước Cánh Tạng tại huyện Lạc Sơn, dự án kè chống sạt lở, chỉnh trị dòng chảy, nạo vét gia cố bờ sông Bùi đoạn qua thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn. Hiện nay nhiều khó khăn của các chương trình dự án đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, tiến độ triển khai của hầu hết các dự án công trình còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chính là do thiếu vốn, năng lực một số cán bộ trực tiếp thực hiện hạn chế. Quá trình hoàn thiện thủ tục hồ sơ đầu tư còn mất nhiều thời gian. Tại hội nghị, các sở ngành và địa phương đã tập trung phân tích rõ các vướng mắc để đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các sở ngành địa phương phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Các chủ đầu tư nên cẩn trọng và lựa chọn các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn có năng lực uy tín, huy động thêm nhân công, đẩy nhanh tiến độ, vướng đến đâu, báo cáo ngay đến đó. Nếu dự án công trình nào giải ngân vốn chậm, bị thu hồi vốn thì chủ đầu tư dự án đó, công trình đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh.